Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Omen. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Omen nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng cho 1 được cấp độ đầu tiên. Khi kích hoạt, Omen sẽ kéo kẻ địch phía trước lại gần bản thân, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của nạn nhân. Hãy tận dụng chiêu thức này để gom tân lính lại một điểm, giúp các đòn đánh thường sẽ gây sát thương lên nhiều con lính một lúc, giúp dọn lính nhanh hơn để sớm lên cấp độ 2. Ngoài ra, khi tham gia giao tranh thì chiêu 1 là chiêu thức giữ chân mục tiêu tương đối tốt nếu mục tiêu bỏ chạy. Khi kích hoạt chiêu 2, Omen sẽ được tăng miễn thương và tốc chạy trong vài giây. Suốt thời gian này, các đòn đánh thường của tướng định lương Omen sẽ bị bắn ngược trở về chính chủ, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc chạy của nạn nhân. Mỗi kẻ địch chỉ bị bắn ngược một lần và giúp Omen tích điểm nội tại. Giá trị của miễn thương mà chiêu thức này mang lại sẽ tăng dần theo cấp độ chiêu thức, nên chúng ta sẽ ưu tiên được mắc chiêu 2 trước. Cùng với đó là giúp tăng tốc chạy sẽ giúp Omen có thêm chút cơ động để gia tăng khả năng truy đuổi hoặc đào thoát khỏi giao tranh. Nội tại giúp các đòn đánh thường trúng đích của Omen sẽ giúp Omen nhận một điểm cộng dồn nội tại. Khi đạt đủ 5 điểm cộng dồn, Omen sẽ tiến vào trạng thái cường hóa trong vài giây, giúp tăng tốc đánh, đồng thời đòn đánh thường sẽ gây thêm sát thương chuẩn và giúp giảm thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Đặc biệt, đòn đánh thứ 3 sẽ tấn công 2 lần, lúc bắt đầu và kết thúc trạng thái cường hóa sẽ tính lại các điểm nội tại. Qua nội tại có thể thấy, sát thương chủ yếu của Omen là đến từ các đòn đánh thường cường hóa nhờ nội tại. Vì vậy, hãy tận dụng nội tại này để gây sát thương cho đối phương khi ở trong trạng thái cường hóa, còn không ở trong trạng thái cường hóa thì hạn chế trao đổi chiêu thức với đối phương. Cách tốt nhất là tích trước cho bản thân vài điểm cộng dồn nội tại, sau đó lao lên trao đổi võ công với địch. Khi kích hoạt chiêu cuối, Omen sẽ lao đến tướng địch đầu tiên trúng chiêu, gây sát thương vật lý, đồng thời tạo ra một đấu trường khiến mục tiêu bị giảm sát thương gây ra và không thể trốn thoát trong vài giây, trừ khi được thằng Zip hút. Chiêu cuối mang lại cho Omen khả năng tạo đột biến lớn nhờ khóa chân mục tiêu. Mục tiêu bị khóa chân chắc chắn sẽ rất khó được chơi game trong những tình huống giao tranh, qua đó sẽ mang lại lợi thế lớn trong giao tranh dành cho team. Nhưng tầm hiệu lực chiêu cuối của Omen lại rất ngắn, nên tương đối khó khóa chân mục tiêu nếu không thể tiếp cận đủ gần. Vì vậy, hãy kết hợp chiêu cuối với tốc biến để tạo ra được nhiều tình huống đột biến hơn và cũng giúp cho Omen có thêm công cụ để tham gia hoặc là thoát tốt hơn khỏi giao tranh. Combo cơ bản của Omen như sau: sử dụng chiêu 1 kéo đối phương về để làm chậm, tiếp đến là dùng chiêu cuối chối đối phương lại, sau đó liên tục đánh thương để kích hoạt nội tại. Còn chiêu 2 giúp Omen tăng mạnh miễn thương, vì vậy hãy sử dụng chiêu hợp lý để tăng khả năng chống chịu của bản thân khi tham gia giao tranh. Omen sẽ phù hợp với hai vị trí là đi solo đường tà tấn xây ra hoặc là đi hỗ trợ, vì vậy sẽ có hai cách xây dựng dành cho Omen cụ thể như sau. Với vai trò hỗ trợ, hãy xây dựng cho Omen bằng góc chống chịu cùng bảo phù hiệu màu giáp để gia tăng năng cứng cáp, giúp Omen chống chịu và băng cản tốt hơn trong giao tranh. Còn về trang bị, hãy khởi đầu với Omen bằng phụ trợ hệ thổ và sẽ tùy thuộc vào hình địch mà các bạn hãy lựa chọn loại phụ trợ sao cho phù hợp với trận đấu nha. Tiếp đến là giày kiên cường, khiên thất truyền, huân chương choi, giáp thống khổ và cuối cùng là nhám thuẫn sẽ luôn phiên thay đổi với giáp hộ mệnh, quả cầu băng xương và liềm lợi mệnh. Nếu team địch có nhiều nguồn sát thương phép mạnh, hãy chủ động lên giáp Gaia trong build đồ để khắc chế địch. Còn với vai trò đi solo đường thì chúng ta sẽ xây dựng cho Omen theo tương hướng semi, và vì Omen sẽ chủ yếu gây sát thương từ đòn đánh thường khi kích hoạt nội tại, vì vậy hãy xây dựng cho Omen bảng ngọc tốc đánh để giúp Omen đánh thanh nhanh hơn. Cùng với đó là bảng phù hiệu đấu khí sẽ giúp Omen có thêm khả năng gây sát thương, vừa có thêm khả năng hồi phục giúp có quay tốt hơn trong giao tranh. Hoặc sẽ là bảng phù hiệu tinh linh để gây thêm sát thương chuẩn nếu team địch có nhiều tướng cứng cáp có khả năng chống chịu sát thương tốt. Về trang bị, hãy khởi đầu với Omen bằng giày kiên cường, tiếp đến là kiếm Phoenix, giáp thống khổ, huân chương choi, nhám thuẫn và cuối cùng là giáp hộ mệnh sẽ luôn phiên thay đổi với quả cầu băng xương và liềm lợi mệnh. Nếu team địch có tướng có khả năng hồi phục mạnh, hãy chủ động lên đao truy hồn từ sớm để khắc chế địch. Đó là toàn bộ về Omen mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nho nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Omen. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.